À, ghi ra cho thầy này. Nha, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tích vô hướng. Cái này có cả nói cả tháng được nhá. Bài tập nhiều lắm. Chỉ tiếc là nó không có nhiều thời gian để dạy các bạn thôi chứ còn. À, ghi thầy dạng tiếp theo này. Chả nhớ đến dạng số mấy nha. À, biết bây giờ nhá. Chúng ta nói về bài tập liên quan đến dạng bài liên quan đến các cái đẳng thức vectơ nha, bài tập liên quan đến chứng minh đẳng thức vectơ. Đẳng thức vectơ à, có cái tích vô hướng ở trong đó, hoặc là một số bài ấy, nó lại có yếu tố là như thế này, họ cho đẳng thức vectơ và bắt mình tìm quỹ tích, thấy chưa, tìm quỹ tích hay là tập hợp điểm đấy. Đấy, hoặc là một số bài cũng trong cái dạng này luôn này, liên quan đến tập hợp điểm. Tập hợp điểm mà cái hệ thức người ta cho ấy, nó có liên quan đến đẳng thức vector mà có tích vô hướng. Được chưa? Thì đây là cái dạng bài hôm nay thầy muốn nói với các bạn đầu tiên. Cái này hôm trước thì trong một số bài khác thì chúng ta đã có sơ sơ có từng tiếp xúc rồi, nhưng mà bây giờ mình nói kỹ chỉ nói về cái dạng này thì thôi. Nào, ta nói bài tập đầu tiên này, bài số 1. Bài số 1 nhá. Cho 4 điểm. A, B, C, D. Bất kỳ. Đấy, tức là điểm nào cũng được. Chứng minh rằng này. Thì có hệ thức sau đây này, vector DA nhân vector BC cộng vector DB nhân vector CA cộng vector DC nhân vector AB thì bằng vector không. Đây bài đầu tiên. Đấy. Cho 4 điểm bất kỳ, yêu cầu chứng minh cái đẳng thức này. Thì đúng, anh nhìn cái đẳng thức này là đẳng thức nó liên quan đến tích vô hướng chưa? Nhá, đấy, chuẩn bài là đẳng thức liên quan đến tích vô hướng rồi. Đấy, có thể có những đẳng thức nhá, nhìn sơ thì không thấy nó liên có tích vô hướng, nhưng lúc giải vẫn sử dụng áp dụng tích vô hướng vào đấy. Được chưa? Thì bây giờ lúc làm chứng minh đẳng thức thì với bài tập chứng minh đẳng thức ấy, như thầy trước thầy nói đấy, bài tập chứng minh đẳng thức thì chúng ta có hai hướng là nhá, tất cả các dạng bài dù là đẳng thức liên quan đến cái gì đi chăng nữa, sau này các em còn nhiều bài chứng minh lắm, thì qua hai hướng, một là mình gì, mình chứng minh từ vế này sang vế kia, biến đổi từ vế này trở thành vế kia, được chưa, có thể là cứ chọn vế nào phức tạp ấy, biến đổi vế đơn giản. Cái thứ hai là em sử dụng phép biến đổi tương đương đấy, để ra một đường luôn đúng đúng không, đấy cứ ra luôn đúng thì là xong đó. Thì đấy là cái phương pháp để chứng minh đẳng thức. Vậy thì bài này, ví dụ bài là bài này thầy chọn phương pháp là biến đổi tương đương đi, được không? Đấy, tí mà ra luôn đúng thì ok nhá. Ví dụ này, nếu biến đổi tương đương này, ta sẽ tương đương tiếp vào đây. Như là biến đổi kiểu gì? Thì trước hết bây giờ vấn đề vì ABCD nó bất kỳ, nên nếu để này thì rất khó làm. Thầy sẽ quyết định nhờ nhá, thầy sẽ làm sao thầy đưa tất cả các vector ở đây thành hết là điểm đầu là điểm D hết. Đấy, ví dụ như thằng này là chuẩn này này, DA này, DB này, DC là hợp lý rồi. Thế nhưng mà có những cái thằng này là chưa đạt yêu cầu này. Vector BC này, vector CA này, vector AB này là thầy thấy chưa đạt yêu cầu. Thì thầy sẽ đổi hết nó thành là điểm đầu là điểm D. Thành vector DA này nhân với mở ngoặc này. Chúng ta lấy DC trừ DB. Được không? Thầy lấy hiệu hai vector trung gốc đi. Cộng với DB này. Nhân với này, cái này thành là gì? DA trừ DC. Đấy, cộng với DC nhân với này DB trừ DA. Đó. Bằng vector 0 nhá. Nào, bên này vế trái này các bạn phân phối hết nó ra. Vector DA nhân vector DC này trừ vector DA nhân vector DB. Được không? Cái này là thành DB nhân DA. Đấy, trừ DB nhân DC. Xong hai thằng nhá, thằng thứ ba này. DC nhân DB trừ đi DC nhân DA. Mình xem mà nó có hết thằng nào nó triệt tiêu hết không. DA nhân DC này thì có trừ DC nhân DA. Ôi, hai thằng này hết. Đúng không? Đối nhau mà. Đấy, trong tích vô hướng thì đổi vị trí hai thằng với nhau thoải mái, không sao cả. Tích vô hướng thì có tính giao hoán nhá. Tiếp theo này trừ trừ AD nhân DB này. Trừ DA nhân DB này. Trừ DA với DB nhân DA này, hai thằng này cũng hết.
thấy không nhỉ? Và hai thằng còn lại hiển nhiên là cũng hết hết nốt. Đấy, chẳng có gì mà không không hết cả. Hai thằng còn lại cũng hết nốt, DB nhân DC, DC nhân DB. Ok, hết chưa? Vậy thì thực ra tương đương với trái của mình là gì? Nó chỉ tiêu hết đi bằng vector 0. Vậy là vector 0 bằng vector 0 luôn đúng. À, vậy kết luận là vậy, đẳng thức được chứng minh. Thì có một cái kinh nghiệm ở đây nhá. Đó là khi gặp các bài liên quan đến hệ thức liên quan đến tích vô hướng ấy, thì các em nhìn nhận một vấn đề như này này, khi tích vô hướng nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi là hai cái vector nó chung gốc. Nhá, tích vô hướng sẽ đạt hiệu quả cao nhất và tính toán dễ dàng nhất khi bọn chúng nó chung gốc với nhau. Nên là nếu nó chưa chung gốc ấy, các em tìm cách đưa hết về những thằng chung gốc. Đây này em nhìn nha, tất cả bọn này sau thì đưa hết thành D, gốc D này này, D, D. Đây nha, gốc D hết nhá. Thằng nào cũng D luôn thì lúc này mình có phải lúc mình tính toán nó dễ dàng hơn rất nhiều không? Nhá, đấy là một kinh nghiệm là hãy tìm cách này, có một cái hướng cho mình là hãy đưa về các vector chung gốc. Đưa về các cái vector chung gốc nha. Đó. À, đây là một cái kinh nghiệm cho mình thôi. Nó không đúng hết trong mọi tình huống, nhưng mà nó một hướng cho các bạn suy nghĩ. Lưu ý nha. Đấy, đây là bài tập số 1. Nào, những ai hiểu hết bài 1 giơ tay thầy nào. Nào, ai nắm được bài 1 thì giơ tay lên nào. Đấy, muộn nhưng mà chúng ta tinh thần vẫn phải cao nha. Học và phải học tử tế, không học thì thôi. Rồi, đấy là bài số 1. Để ghi tiếp bài tập số 2 này. Bài 2. Đi thầy đề bài. Đấy, cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC có trực tâm H. Trực tâm H và trung điểm của BC là điểm M. Chứng minh rằng thì có cái hệ thức sau đây. Vector MH nhân vector MA thì bằng là 1/4 BC bình phương. Nha. Đấy, yêu cầu chứng minh cái hệ thức. Đấy, cái đẳng thức sau. Được chưa? Ghi đề bài vào đi. Thì trước hết để hình dễ hình dung bài toán hơn thì chúng ta sẽ vẽ hình. Vẽ thầy một tam giác vào vở. Được không? Đấy, vẽ thầy một tam giác vào vở nhá. À đây thầy vẽ tam giác thường thôi. Vẽ thầy một tam giác ABC ở trong vở mình. Đấy, trực tâm thì là giao điểm của ba đường cao các bạn nhá. Ba đường cao lên. Đấy, ba đường cao là sẽ như này. Đó, thì đây là A này. Đây là B này. Đây là C này. Đây sẽ là H này. Nhớ ở đây chúng ta có các đường ở đường cao. Tức là AH vuông BC, BH vuông AC và CH vuông AB. Thứ cái nữa là họ cho điểm M là trung điểm của BC. Đấy, ví dụ M thầy chỗ này. M là trung điểm BC. Yêu cầu tính là vector MH nhân vector MA. Đấy, MH. MH này. Nhân với MA. Đấy, tích 2 thằng này. Thì nó bảo là bằng 1/4 của BC bình phương. Đó. Bây giờ làm kiểu gì? Để tìm cách xử lý thôi. Bây giờ là MH thì MH với MA thì bây giờ mình phải vận dụng ở đây này. Mình phải sử dụng cái thông tin này triệt để này. Mình là mình chưa sử dụng nó. Ở đây có thông tin là gì? Trung điểm M gọi là của BC. Đấy, trực tâm H thì thực ra nó chỉ ra yếu tố vuông góc thôi bạn nhé. Trực tâm H thì bạn chỉ nhìn nhận ra một điều là nó ra được các yếu tố vuông góc. Ra yếu tố vuông góc, ví dụ là AH vuông với BC, BH vuông AC và CH vuông AB thôi. Còn cái trung điểm này, có phải mình sẽ ra được hệ thức trung điểm không? Hệ thức trung điểm. Đấy, và hai cái vector MH và MA nó đều có điểm M các bạn ạ. Bạn thấy tuyệt vời không? Nó đều có điểm M.
Thế vậy đầu tiên thì thấy như này này. Vì M nó là trung điểm của BC ấy. Thế vậy thì theo hệ thức trung điểm thì sẽ thấy như này. Có phải vector này HB cộng với HC sẽ bằng 2 lần HM không? Hay là nếu thầy rút HM ra, vector HM có phải là bằng 1 phần 2 vector HB cộng HC không? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì M cũng là chữ là trung điểm nên vector AB cộng AC sẽ bằng 2 lần vector AM. Đúng không? Đấy, mà bằng 2M dẫn đến vector AM của thầy. Rút ra 1 phần 2 này. Vector AB cộng vector AC. Đồng ý chưa? Đó nhá. Đó. Thế bây giờ mình sẽ đi mình xử lý thôi. Thầy xử lý như như thế này. Đây em nhìn này, ở đây thì có HM với AM. Để trong đề bài gốc nó cho là có MH với MA. Thế thì thực ra hai thằng này liên quan rồi đấy. Nhìn thế này. Có. Thầy xét về trái, nhưng mà này thầy lại biến đổi từ về trái. Thì có MH vector nhân với MA vector. Thì khi hai vector nhân với nhau nhá, đây vector A nhân vector B này, chúng ta có thể đổi thành là trừ vector A nhân với trừ vector B, tức là đổi thành đối của chúng nó. Được không? Chúng ta hoàn toàn có thể đổi thành đối như này. Đấy, đây là một cái công thức các em có thể sử dụng. Và thầy dùng luôn ở chỗ này. Đó, thì đổi hết là đối của MH sẽ là HM. Đối của MA sẽ là AM. Được không? Đổi đối cả hai thằng thì tích có thay đổi đâu. Bằng tiếp này, HM ở trên có rồi. 1 phần 2 HB cộng HC vector. AM thì bằng là gì? 1 phần 2 AB cộng AC vector. Nhá. Rồi 1 phần 2, 1 phần 2 đấy là 1 phần 4. Bây giờ hai thằng này mà nhân với nhau thì bạn phân phối với nhau đi. Được không? Để phân phối với nhau nhá. Anh mở ngoặc này. Trong ngoặc là HB nhân AB cộng HB nhân AC cộng HC nhân AB và cộng HC nhân AC. Là nhìn kỹ trên hình này. HB đây. HB này, em nhìn HB có phải vuông góc AC không? HB vuông AC nên là cái việc là HB nhân AC vector là bằng vector 0. Cái thằng này nó sẽ bằng 0. Tương tự là HC thì vuông AB. Vậy thì cái này cũng bằng 0 này. Đúng không? Vì chúng vuông góc với nhau mà. Thế vậy thì đây thì sẽ viết thành như này, bằng là 1/4 của này HB nhân AB cộng với HC nhân AC. Thứ đây thì giải thích là vì. Đấy, vì này, thứ nhất là HB vuông AC suy ra là HB vector này nhân vô hướng với AC bằng 0. Và nơi tiếp tục HC vuông AB này suy ra là HC nhân với AB vector bằng 0. Đó, các em giải thích xem bên cạnh. Rồi bây giờ còn mỗi thằng kia thôi. À, HB với AB, HC với AC. Ê, trong đề bài thì nó chỉ có liên quan đến BC thôi. Đây, nhìn nhá, trong đề bài nó chỉ nói có dính dáng đến BC thôi. Vậy thì làm sao bây giờ phải xuất hiện BC đúng không? Đấy, bây giờ làm sao xuất hiện BC đi là thầy chèn vào. Thầy chèn điểm vào. Ví dụ ở đây thầy chèn điểm 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 C. Đây, ví dụ ở đây nha, bằng tiếp này, thầy viết sang đây. Bằng này 1/4. Bây giờ cái HB thì thầy chèn điểm vào. Ví dụ là chèn điểm C vào đây. Chèn điểm C vào đây thành là HC cộng với CB nhân với AB. Đấy, HC bên này thì chèn điểm B vào thì thành HB cộng với BC tất cả nhân với AC. Nào mình nhân ra xem ra gì nhá. Lại phá nó ra này. HC nhân AB cộng với CB nhân AB. Cái này là HB nhân AC cộng với BC nhân AC. Bạn nhìn lại này. Cái thằng này vừa đấy có phải vừa xuất ở bên trên à? HC nhân AB này này. Và HB nhân AC là hai thằng này đều bằng 0. Vừa giải thích ở bên trên rồi. Vậy thì thầy thấy là nó bằng 1/4 của. Sau đấy hai ông này nó chỉ còn là CB nhân AB cộng BC nhân AC. Thì thầy đặt thầy có thể đặt là BC chung nhá. Được không? Thầy đặt BC chung đi thì đổi cái này thành là
trừ của BC nhân AB cộng với BC nhân AC. Đấy, và đến đây mình thấy là BC chung. Vector BC đặt ra ngoài này, trong sẽ là gì đây? Vector AC trừ vector AB. Mà AC trừ AB chính là vector BC, đúng không em? Đấy, bằng 1/4 này, vector BC nhân vector BC. Vậy có phải là bằng 1/4 vector BC bình phương không? Vậy là bằng 1/4 BC bình. Rồi, điều phải chứng minh. Trong phim rồi. Đấy, vậy là từ cái đề bài nó cho mình đã biến được ra cái nó cần đến đây này. Đấy. Từ cái này ra cái này, này xong chưa? Xong nhá. Hiểu vấn đề không? Từ từ anh ơi. Đấy là những cái thao tác biến anh đổi. Anh nói lại em chưa loát được. Nghe kỹ vào. Toàn là ngồi nhân tung ra thôi. Cái cụm này vào đây có nghe không? Ở đây nhớ là trực tâm là giao của ba đường cao. Còn ở trên đây chính là dùng hệ thức trung điểm bên này. Hệ thức trung điểm bên này. Và khi hai vector tích và nhau nhân với nhau thì tôi đổi thành cái gì? Đối của hai thằng đấy, thành phần này này. Giữ nguyên cái kết quả đấy. Sau đó đến đây tôi làm sao? Và đây tôi bảo các bạn là gì? Chúng ta sẽ chèn điểm vào, đúng không? Đầu tiên tôi thay cái trên cái quả trên xuống đây. Tôi thay cái bên trên này xuống dưới đây này. Sau đó thì tôi làm sao? Tôi bắt đầu tôi nhân tung nó ra thì tôi phát hiện là những cái thằng này là bằng không. Bởi vì vector HB với AC là một góc với nhau này. Nên là nó đều bằng không. Cứ gọn dần đi. Đến đây thì tôi lại thấy là tôi sẽ tiến hành tôi chèn thêm điểm vào đây này. Tôi xác định là tôi chèn điểm C vào thằng này để có vector BC. Và đây đến đây tôi chèn điểm B vào đây. Đó. Thì sau khi chèn điểm xong thì tôi lại nhân tung ra tiếp. Thì lại phát hiện ra thằng bằng không. Lại có thằng bằng không tiếp. Hai thằng này. Bằng không thì vứt nó đi. Biết nó đem gì cho nó. Đúng không? Rồi đến đây xong đến đây thì tôi lại thấy là đổi dấu thằng này. CB thành là trừ BC này. Thì có BC chung. Trong ngoặc sẽ gồm có AC trừ AB. Mà AC trừ AB lại bằng BC nữa. Đấy, thế là ra. Được chưa nào? Ai nắm được câu này giơ tay thầy nhá. Nào, đây là bài số 2 nhá. Đấy, nhìn sơ sơ thì thực ra nhìn thì đứa nào mà chưa được nghe thì nhìn cái phần này nhìn thấy hơi hoảng, nhưng còn nãy em theo dõi từ đầu đến cuối thấy có gì khó đâu, đúng không? Toàn là cái học rồi. Nào, cô dụng, sang thầy bài số 3. Bài số 3. Nào, ghi đề bài này. Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn. Thỏa mãn thì có cái đẳng thức sau đây. Có MA bình trừ MB bình cộng CA bình trừ đi CB bình bằng 0. Tức là cái này nó có liên quan đến đẳng thức vector. Tuy nhiên là nó lại không phải là đi chứng minh nữa. Mà nó yêu cầu mình tìm tập hợp điểm hay tìm quỹ tích đấy. Các cái điểm M thỏa mãn cái này. Thì về bản chất tìm quỹ tích như đợt trước thầy đã cho các em làm rồi. Trước khi học tích vô hướng chúng ta có làm các cái bài tập hợp điểm. Đúng không? Chúng ta làm các bài tập hợp điểm ở cái phần trước rồi. Đấy, tập hợp điểm. Thì chúng ta nhớ hôm trước là gì? Tập hợp điểm có thể là gì? Là đường thẳng. Có thể là trung trực này. Giờ có thể là gì? Là đường tròn. Đúng không? Hôm trước chúng ta học có phải nó hai cái dạng đấy là chính không? Thì thực ra bây giờ nó cũng chỉ loanh quanh hai cái đấy thôi. Bây giờ chúng ta đi tìm cách xử lý nó này. Bây giờ tam giác ABC mà như thế này. Thì trước hết, đầu tiên thì theo thầy là chúng ta sẽ biến đổi từ cái đẳng thức này trước. Nào, thì tương đương nhá. Tam giác này thì cũng chưa biết gì để thầy vẽ thêm hình cả. Từ này đã. Tương đương này. Ví dụ MA bình thì thầy có thể viết thành vector MA bình phương. MB bình thành vector MB bình phương. Đấy, CA bình thì thành vector CA bình. CB bình thì thành vector CB bình bằng 0. Rồi, thế ví dụ thì nhóm hai thằng đầu tiên vào nhau. Hai thằng sau vào nhau. Thầy dùng hằng đẳng thức cho từng cái thằng này nhá. Thầy tương đương này. Thầy có là MA vector trừ đi MB vector.
nhân với gì đấy, MA vector cộng với MB vector cộng với này, chỗ này là CA vector này trừ đi CB vector nhân với lại CA vector cộng CB vector bằng 0. Thì cái thằng này nó rất hay, là cái là thằng đầu tiên này MA trừ MB thì vector BA. Cái thằng sau này từ từ để nguyên nhá, cái này để chống đã này. Cái này cũng thành BA này. Ô. Đây là cái gì để chống đã. Rồi bây giờ đến này, đến đây thì thầy vẽ thử cái tam giác ABC cho các bạn dễ hình dung. Được không? Vẽ tam giác bé thôi. Chúng ta vẽ tam giác nhỏ chỗ này thôi. Đấy, tam giác ABC đây. Nào A B C nhá. Bây giờ vector chẳng hạn là CA cộng CB đi. CA cộng CB này. Đây nha, ví dụ đây, CA đây. Cộng CB đây. Thì có phải nếu như vậy thì nếu thầy gọi thêm một cái trung điểm ở đây này. Thầy gọi thêm trung điểm ở đây này, M hay là gì? Hay là I đi. M là kia rồi. Thì có phải CA cộng CB bằng 2 lần CI không? Đúng chưa? Bằng 2 lần CI. Thế vậy tôi cho cái này, cho cái này thành là 2 CI vào đây. 2 lần vector CI vào đây. Tương tự MA cộng MB sẽ bằng 2 lần MI. Được không? Vậy thì ở đây trước khi mình bắt đầu tay mình có thể mình, hoặc là mình gọi lên bên đây này. Với Y là trung điểm. Trung điểm của AB. Với Y là trung điểm của AB. Và nhìn này BA chung nhá. Thực ra là mình có thể đặt 2 BA ra bên ngoài. Để đặt luôn là 2 BA ra ngoài. Trong là gì? MI vector cộng với CI vector bằng 0. Bây giờ MI cộng CI để chúng ta sẽ về từ cách xử lý đó. MI cộng CI, hai thằng này nó lại đang là hai thằng chung điểm điểm cuối chứ không không phải nối đuôi nhau, cộng vào nối đuôi nhau thì mới ngon. Thế vậy thì bây giờ như này đi, vector CI là cái vector mình có thể nhìn được luôn trên hình như này. Đấy, vector CI đây, đúng không? Đấy, ví dụ chẳng hạn thầy vẽ MI nhá, thầy vẽ MI bất kỳ như này này đi, coi như M để bất kỳ ấy, kệ đấy nhá, thầy cứ vẽ này nhá, chẳng hạn MI đây. Đấy, ví dụ MI là cái đường màu xanh này này, ví dụ thôi nhá, chứ thầy cũng không biết M chỗ nào đâu. Ví dụ MI đây, bây giờ CI như này thì bây giờ để cộng hai thằng này mà dễ thì tôi sẽ dựng sao, tôi dựng một cái vector y gì đó đây. Bây giờ tôi không lấy điểm cuối là y nữa, mà tôi lấy điểm đầu là y, tôi dựng một vector ví dụ là EZ ở đây, sao cho vector EZ thì bằng vector là CI. Thì lúc này em nhìn nha, MI cộng CI thành là MI cộng với EZ, và lúc này ta được cái ra vector là vector MZ. Em được vector MZ. Mà em hình dung nhá, ở đây C cố định này. Ở đây em nhìn nhá, C của mình cố định này. ABC cố định rồi. Y cũng cố định vì trung điểm AB. Z lấy như này là Z cũng cố định. Như vậy thì vector MZ ok, như vậy thì có M là điểm thay đổi thôi, thay đổi có mỗi điểm M là điểm thay đổi thôi. Và lại tất cả các điểm thì đều tô màu vàng đều điểm cố định. Bây giờ thầy sẽ biến đổi thành chỗ này thành như sau, tương đương này. 2 lần vector BA nhân này. MI thì để nguyên. Nhưng mà CI thì thầy viết thành vector là vector EZ bằng bằng 0. Ở đây là gì? Với vector EZ bằng vector CI. Đấy, thì là gì, là cái điểm thỏa mãn như vậy. Rồi, vậy thành là 2 lần vector BA nhân với đây MI cũng EZ thành vector MZ bằng 0. Đấy, hay bỏ số 2 đi, thành là BA nhân với MZ bằng 0. Thì đến đây mình sẽ thấy là BA nhân MZ bằng 0 có nghĩa là gì nhỉ? Mà BA đây em hình dung nhá, BA của mình nó không phải là vector 0. Đấy, hôm trước thầy phân tích là khi tích vô hướng bằng 0 ấy. Ví dụ A nhân với B mà bằng vô hướng nó bằng 0 nhá. Thì có hai khả năng xảy ra, một là A bằng 0 này, hoặc là B bằng 0, hoặc nhá. Bằng vector 0 ấy. Cái thứ hai là gì? Hai thằng này góp với nhau. Được chưa? Nhưng mà BA của mình chắc chắn là khác vector 0 rồi. Vector BA là sao bằng vector 0 được? Được chưa? Đấy, như vậy có một khả năng có thể là vector MZ bằng vector 0.
Khả năng thứ nhất là hoặc là vector MZ bằng vector 0, hoặc là gì, vector MZ thì nó phải vuông góc với vector BA. Đấy, vuông góc với BA. Vector MZ bằng vector 0 có nghĩa là gì? M trùng với Z. Và thứ hai là gì đây? Cái trường hợp thứ hai là bây giờ MZ vuông BA. Cái đường MZ vuông BA thì có nghĩa là gì? MZ sẽ vuông góc với AB. Đúng không? Đấy, M sẽ thuộc vào gì? M sẽ thuộc đường thẳng nó đi qua Z và vuông góc với AB. Đấy, thì vậy trên cái đường thẳng đi qua Z đúng không? AB thì việc trùng ở đây là cũng đúng thôi. Nhá, vậy chốt hai cái này lại này. Thế vậy thì mình hình dung cái hình của mình sẽ như này này. Để vẽ lại cái hình khác nhá, cho các em dễ hình dung. Tam giác ABC của thầy như này. Đấy, tam giác ABC của thầy như này. Đấy, 3 điểm ABC là cố định rồi. Sau đó em có thêm một điểm nữa là điểm ở chỗ này này. Đấy. Chỗ đây là A này. Đây là B này. Đây là C này, đây là Y nhá. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ dựng thêm một vector là gì? EZ đấy bằng vector CI để cho nó sẽ đi lên trên này. Đấy, nó sẽ đi lên trên này, điểm Z của thầy ở chỗ này này. Đấy, Z ở chỗ này. Được chưa? Thì mình sẽ có cái điểm cố định sau đây này, thứ nhất là điểm A này, điểm B này, điểm C này, điểm Y này và điểm Z. 4-5 điểm này là điểm cố định. Sau đó thì người ta bảo gì? Vector cái đường MZ vuông với BA. Đấy, MZ thì lại vuông với BA. Đấy, tức là bây giờ nhá, qua Z mà vuông với AB nhá, bây giờ kẻ một đường đi qua Z và vuông với AB. Thế là hình này thì vẽ nó hơi 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 bị giống như trường hợp bị kiểu cân đấy. Thôi được rồi, thầy vẽ tương đối thôi nhá. Đây này, nó sẽ qua Z vuông với BA như này, tất cả các điểm nó còn kéo sang đầu bên này nữa cơ. Được chưa? Đấy, cái đường xanh thầy vẽ này, qua Z vuông với BA đây, cái này vuông. Đó, thì có một trường hợp đây này, trường hợp trùng là vào đây nhá. Trường hợp trùng là y m trùng z là vào chỗ này. Còn tất cả các trường hợp khác này rơi vào cái đường xanh này là được. Vậy túm lại là tương đương ở đây mình chỉ cần ghi là m sẽ thuộc vào đâu? M sẽ thuộc vào cái đường thẳng nó đi qua z và vuông góc với AB. Đấy, chốt lại là như này là mình ra quỹ tích rồi. Đấy, quỹ tích của em trường hợp này là một đường thẳng. Em nhá. Để các em vẽ thầy cả cái quỹ tích này vào trong bài. Đấy, vẽ cái đường này là vào trong bài. Dễ hình dung. Đấy, đây là một cái câu liên quan đến quỹ tích tập hợp điểm. Đúng là câu này muốn làm chặt chẽ thì các em phải chứng minh, các em phải làm cả hai chiều thuận chiều đảo cơ. Tuy nhiên thực ra thì nếu mà hỏi các bạn ở trong một cái khuôn khổ câu đi thi ấy, thì theo thầy không nhất thiết. Chúng ta có thể dùng các phương pháp đổi tương đương ở đây này. Thế lại làm, nếu làm hai bước hai chiều kia thì nó sẽ khó với các em đấy. Đấy, nên làm được đến đây là một điều rất là tốt rồi. Rồi, ai xong giơ tay nhá. Nhanh các bạn ơi, một số bạn chưa thấy giơ tay này. Rồi, bây giờ thầy cho các em một câu áp dụng nho nhỏ thôi nhá. Nào, áp dụng này. Thì thầy áp dụng. Thì thầy này cho hai điểm AB và O là trung điểm
cô là trung điểm của cái đoạn thẳng AB. Được chưa? Đấy, M là điểm tùy ý. M là điểm tùy ý chứng minh. Chứng minh rằng này. Thì có cái hệ thức sau đây. Vector MA nhân vector MB sẽ bằng là OM bình trừ đi OA bình. Rồi các bạn ơi, làm cho thầy câu áp dụng vào vở nào. Nó rất là cơ bản thôi nha, nó bình thường ấy. Cố gắng vận dụng những cái gì trên chúng ta vừa học. Đấy, cái cách chứng minh thì thầy sẽ các bạn xem qua các bài các bạn gửi ấy, thì các bạn làm biến đổi tương đương, các bạn làm từ vế này sang vế kia thì ra vế nào sang vế nào cũng được hết. Thì cả em chọn vế phải sang vế trái được các bạn nhé, bởi vì bản chất vế phải em đưa vector vào đây luôn được này. Cái này, cái bình này em đưa vector vào đây thành vector OM bình chứ vector A bình trong vùng thức, vế nào ra vế nào cũng được. Rồi dạng này xong nhá, sang thầy cái dạng tiếp theo. Đấy, có thể là lấy cái dạng mà nãy Mạnh nói là liên quan đến cái dạng này. Đấy, đó là mình sẽ làm các bài về tích vô hướng nhưng mà trong hệ tọa độ. Tích vô hướng. Trong cái hệ trục tọa độ. Đấy, tức là mình sẽ cho các vector nó có gì? Có tọa độ các em nhé. Đấy, tích vô hướng trong hệ trục tọa độ. Rồi. Các cái công thức về tọa độ thì hôm trước lúc mình nói đi thuyết thì mình có ghi hết rồi nhá. Lát nữa công thức nào mà quên thầy ghi lại sau. Đấy chưa? Vào thầy bài số 1. Cho 3 điểm. Đấy, thầy cho điểm A này. Tọa độ là 2,3. Điểm B. Tọa độ là 1,4. Và điểm C. Tọa độ là 5,2. À, yêu cầu này là chứng minh 3 điểm A, B, C tạo thành một tam giác. Chứng minh 3 điểm này tạo thành một tam giác. Ừ. Đấy thì ai đã làm bài này trên lớp rồi? Giơ tay thầy xem. Đấy, ai đã từng làm bài này trên lớp rồi? Chứng minh có 3 điểm này tạo thành một tam giác. Đấy, Hưng ơi, bài này làm như nào Hưng? Chúng mình vector AB, vector AC không cùng phương. À, tức là nó sẽ như thế này. Đây thì vẽ hình cho anh nhìn. Tức là như này mình xử lý là ví dụ một vector đây và vector đây đúng không? Cùng là xuất phát từ gốc A chẳng hạn. Thì vector AB, vector AC nó không cùng phương thì hiển nhiên tạo thành một tam giác. Ý là vậy đúng không Phương? À, đúng không Hưng? Ừ, ok, hợp lý luôn. Vậy giờ mình đi tính cho thầy này, vector AB rồi nhá. Khi tính độ dài vector nhớ là nguyên tắc là lấy sau trừ đi trước nhá. Sau trừ trước. Cái này nói rất nhiều rồi đấy. Vector AB này sẽ bằng này lấy B trừ đi A nhá, B trừ A 1 trừ 2 là còn -1. 4 trừ 3 là còn 1. Đấy, vector AC. Vector AC lấy C trừ đi A. Đấy, 5 trừ 2 là còn 3. 2 trừ 3 là -1. Đấy thì rõ ràng lắm, nhìn nhỉ. Hai thằng này nó chẳng liên quan đến nhau đến tọa độ cả. Thầy ơi. Ơi. Thầy nhưng mà em bị lag hay sao ấy? Em thấy em... gì? Cam thầy đứng đơ với lại mặt thì cũng đứng đơ. Em nghe thấy tiếng thầy chưa? Em nghe, có nghe thấy tiếng nhưng mà lại không nghe thấy hình ảnh. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy hình nữa. Các bạn có nhìn thấy hình không? Đấy, em không thấy gì. Ờ thế đợi một tiếng nữa nào. Giờ có hình chưa? Đã lên rồi. Ờ thế được rồi, thế chắc là mạng là thầy bị vấn đề. Đấy, đây thấy nó bị đẩy ra bên ngoài. Giờ nhìn rõ rồi gì? Ok nhá, đầu tiên tính cho thầy hai vector AB AC. Nhớ là nguyên tắc khi tính tọa độ vector là lấy sau trừ đi trước nha. Đấy, nhiều bạn là sẽ bị quên ngay rồi đấy. Đấy, sẽ lấy tọa độ của B trừ tọa độ của A. Thì sau khi tính tọa độ của nó ra mình sẽ nhìn như sau. Nếu nó cùng hướng ấy, nếu nó cùng phương với nhau ấy thì nó sẽ có một tỷ lệ hoành chia hoành và tung chia tung.
Nhớ trong đầu nhá, khi hai vector mà cùng phương, cùng phương thì lúc đấy nó sẽ là nó có một cái tỷ lệ là hoành trên hoành, hoành của thằng này trên hoành thằng kia ấy, sẽ bằng tung trên tung nhá. Đấy, nhưng mà mình để ý ở đây này, mình có nào, mình có là trừ 1/3, còn đây là hoành trên hoành, tung trên tung nó là 1/1, hai thằng này hiển nhiên khác nhau rồi. Như vậy có phải suy ra là AB vector với lại AC vector là thì không cùng phương, không cùng phương. Đấy thì nó sẽ giống cái hình ảnh như thầy vẽ đây này, giống hình ảnh người ta vẽ đây này. Đó, khi không cùng phương thì hiển nhiên nó tạo thành một tam giác rồi. Suy ra là gì? ABC đấy, tạo thành một tam giác. Đấy nhá. Đấy, đây là một bài rất là nho nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi, có thể nó cho là một ý A cho một cái bài toán của em, bài toán tự luận. Đấy, nó gỡ điểm cho khoảng 0,25. Nhưng mà ối ông làm không được triệt để đâu đấy. Rồi. Câu bài số 2. Nhá, bài 1 thì đơn giản thôi. Đó, ghi luôn bài 2 này. Thầy cho này điểm A tọa độ là 31. Điểm B tọa độ là 72. Tìm cái điểm C tọa độ là xy. Tìm điểm C tọa độ y nhá, thuộc trục OX. Thuộc trục OX. Sao cho C nó thuộc vào đường tròn đường kính AB. C thuộc đường tròn đường kính AB. Được chưa? Sao cho C thuộc đường tròn đường kính AB. Đây. Thì bạn quan sát này, ví dụ thể vẽ thử cái hình nhé, vẽ minh họa thôi, chứ còn nói chung AB thì không nhất thiết nó phải ở vị trí đấy. Đây chẳng hạn đường kính của nó đây. Đấy, thì là người ta cần muốn là C thuộc đường tròn đường kính của tôi là AB. Hay đường kính đây nhá, tâm ở đây chẳng hạn. Thì thằng C nó phải nằm trên đường tròn này này. Đấy, C nó phải nằm trên đây này. Và thêm nữa là người ta yêu cầu là C thuộc trục OX nữa. Đấy, thì thằng C ở trên đây. Thì theo kiến thức lớp 9, nếu thế C thuộc nửa đường tròn đường kính AB ấy, thuộc đường tròn đường kính AB thì hiển nhiên là góc cái góc này vuông. Hay nói khác là gì đấy? AC vuông A vuông BC. Được không? Đấy, AC vuông BC. Hay là tôi sẽ dùng là tích vô hướng. Được chưa? Của AC BC là bằng 0. Đồng ý không nhỉ? Rồi thế đây nhá, mình lại dùng thông tin nữa là gì? Điểm C này này. Nó có cái là thuộc trục OX. Thì tất cả các thằng thuộc trục OX thì nó sẽ có là y của điểm C này bằng 0. Điểm tố OX này sẽ gì? Có tung độ bằng 0 mà. Thế vậy thì bước đầu tiên thầy phải lý luận ạ. Vì C nó thuộc trục OX. Đấy, nên suy ra điểm C lúc này có tọa độ là gì đây? Cái tung phải bằng 0 nhá. Như vậy là tọa độ là x0. C nó tọa độ là x0. Đúng nhỉ? Thế theo em tính cho thầy cái vector AB với AC với BC đi. Vector AC này, lấy C trừ A nhá. Sau trừ trước mà C trừ A tức là x trừ 3. Đấy, 0 trừ đi 1 là âm 1. Vector BC đã. Đấy, vector BC. Lấy C trừ B. C trừ B là x trừ 7. Đấy, và 0 trừ 2 là âm 2. Đó, được chưa? Bây giờ mình đi mình lý luận này. Đấy, lý luận là bây giờ C mà thuộc đường tròn. Đường tròn, đường kính AB. Thì khi và chỉ khi là gì đây? Cái AC nó phải vuông góc với BC. Hay tương đương là gì? AC vector nhân với BC vector phải bằng 0. Nào, tích vô hướng hai vector thì mình nhớ là gì? Lấy hoành nhân hoành cộng tung nhân tung nhá. Hoành nhân hoành là x 3 nhân x 7. Cộng tung nhân tung là hai con kia nhân nhau là bằng 2, bằng 0. Sau đó các em nhân tung nó ra. Tích bình trừ đi 10x cộng 21 cộng 2 bằng 0 à? Bạn kiểm tra đúng không nhá? Vậy là x bình trừ mấy cộng 23. Bấm máy cho thầy nghiệm đấy. Nghiệm gì các em nhỉ? Nghiệm trông có vẻ xấu xấu nhỉ?
5 cộng trừ căn 2. 5 cộng trừ căn 2, ok. Vậy ghi riêng hai cái ra, 5 cộng căn 2. Vậy x bằng 5 trừ căn 2. Được chưa? Vì khi vậy là mình có hai cái điểm điểm C thỏa mãn. Được chưa? Đấy, với điểm C này ví dụ thầy ra là điểm là điểm C1 đi. Độ là gì? 5 cộng căn 2 0. Và như này thầy ra được điểm C2, độ là 5 trừ căn 2 0. Đó. Ok chưa? Hay ta kết luận là vậy. Đấy, có hai điểm thỏa mãn. Đây là. Đấy, gọi là C1 C2 luôn cũng được. Đó. C1 C2 đây, cái con 1 con 2 này nó thể hiện là gì? Nó ở đây thể hiện là thứ số về thứ tự nhá, chứ nó không hẳn nó là các điểm khác nhau, đúng ở trên đường mở độ nó khác nhau thật. Đấy, nhưng các em kể cả em ghi mỗi C0 cũng được. Đấy, ví dụ có hai điểm này thì ghi vậy cho nó phân biệt. Đấy, hiểu vấn đề con này chưa? À, những ai hiểu con này giơ tay thể cả nào. Nhá, đấy vận dụng kiến thức lớp 9 vậy này. Phần này mình mới đang học về sơ sơ về cái ối ghi thôi thôi. Chứ còn đến kỳ 2 ấy, mình sẽ học còn kinh khủng nữa. Rất là nhiều thứ các bạn nhé. Này chưa nhầm nhòi gì cả. Nào các thanh niên xong chưa nào? Đây là bài số 2 nhá. Ghi thầy bài số 3 này. Bài số 3. Thầy cho điểm A tọa độ là 0,2 và điểm B tọa độ là xy. Xy này thuộc vào đường thẳng D có phương trình là y bằng là 2x - 2. Tiếp theo là B có hành độ bằng 1. Yêu cầu này tìm điểm C nó nằm trên đường thẳng D. Sao cho nhá, cái tam giác ABC. Tam giác ABC nó cân tại A. Tam giác ABC cân tại A. Đấy, đề bài nó muốn mình là hãy tìm ra cái điểm C này, này để sao cho cái tam giác này nó cân tại A. Đã, thì mình nghĩ trong đầu luôn này, khi mà cân tại A tức là mình có AB bằng AC. Đúng không? Muốn cân tại A thì AB bằng AC. Tức là mình phải tính được độ dài đoạn thẳng ra. Nhá, tính độ dài đoạn thẳng ra. Nào bây giờ mình quay lại mình xem nhá. Trước hết thì mình phải tìm tọa độ điểm B trước đã. Đấy, ở đây B nó có hành độ là bằng 1. Đấy, đề bài nó bảo B nó có hành độ bằng 1. Đấy, đề bài nó bảo là xB thì bảo bằng 1. Vì suy ra là điểm B đầu tiên tọa độ nó là 1y đã. Đấy, mà B thì nó thuộc vào đường thẳng D có phương trình là y bằng 2x - 2. Nên là thầy thay xem là yB bằng mấy nhá. Tức là 2 × 1 - 2. Vậy là bằng 0 nhỉ. Không. Vậy thấy ra điểm B rồi, điểm B thì thầy tọa độ là 1 0. Đấy là xong rồi một cái đầu tiên. Tiếp theo là điểm A có rồi. Điểm A có rồi thì bạn tính giúp thầy đoạn thẳng AB. Nhá, đoạn thẳng AB thì bạn tính thế nào? Công thức của tính của ta là gì đấy, có thể lấy xB trừ xA tất cả bình. Hiệu hành độ bình phương cộng hiệu tung độ bình phương nhá. Đấy, bởi vì nó bình phương nên thực ra có thể lấy thế này cũng được. Em lấy thằng trước trừ thằng sau cũng được. Không nhất thiết phải lấy sau trừ trước đâu. Bởi vì bình phương thì thằng nào trừ thằng nào mà chả được. Đúng không? Bình phương thì A bình với trừ A tất cả bình là như nhau mà. Đấy, công thức gốc thì nó là cái này. Nhưng em kiểu em dùng cái dạng dưới này chẳng làm sao. Được chưa? Anh em chúng ta đóng khung lại công thức này. Nếu bạn nào bị quên. Đấy, công thức tính độ dài đoạn thẳng. Thì bên đây tọa độ AB này.
Đấy, lấy B trừ A, A trừ B đấy tùy các bạn. Thầy cứ lấy to trừ bé. Hiệu hành bình là có 1 bình này. Hiệu trung bình là có 2 bình này. Vậy AB ở đây thời gian là căn 5. Là cái thứ nhất. Được chưa? Tiếp theo thì tính cho thầy cái AC. AC này. Thì bây giờ A từ từ vậy thì phải gọi điểm C đã chứ. Đây như này. Đấy, vì điểm C ấy, nó thuộc vào đường đường thẳng D. C đường thẳng thẳng D nên là suy ra đường thẳng C, điểm C nó có dạng. Có tọa độ có dạng như sau này. Là hoành thì thầy cứ gọi nó là x đi. Giờ hoành cứ gọi là x. Nhưng mà tung, tung thì bạn để ý nha, vì nó thuộc cái đường thẳng này này. Y bằng 2x trừ 2. Nên là hoành tung độ của nó sẽ bằng là gì? 2x trừ 2 luôn. Đấy, sẽ là 2x trừ 2. Ok chưa? Đấy, 2x trừ 2. Thì khi C này rồi thì mình suy ra được là AC, đoạn thẳng AC nhá. Hiệu hoành bình. Hiệu hoành bình này. A là 0,2 này, x trừ 0 tất cả bình là x bình. Hiệu trung bình là gì? 2x trừ 2 lại trừ 2 nữa là 2x trừ 4. Tất cả bình. Thế căn. Thế này, phải giúp gây nhớ là phải nhìn vào hai thằng này nhá. Thế này, C đây này. Tọa độ C đây này, tọa độ A đây đây này. Thấy chưa? Em lấy sau trừ trước hay trước trừ sau tùy các em. Nhưng mà thầy thì thầy cứ thường lấy thằng nào nó dễ trừ thì thầy trừ, bởi vì tính đoạn đoạn thẳng mà. Tính đoạn thẳng cứ lấy to trừ bé cho dễ làm. Được chưa? Đến đây xong là AC này, AB xong rồi này. Đấy, có đủ hai thông tin hai thằng này nhá. AC thì bằng căn 5. AB thì bằng AB bằng căn 5, ACD đây rồi. Đây ta lý luận này. Tam giác ABC mà cân tại A. Thì khi và chỉ khi là AB bằng AC. Không, hay là thầy cho nó bình phương đi, hay là AB bình bằng AC bình. Tại sao lại bình? Cho nó mất cái căn đi cho dễ làm. AB bình thì bằng 5 nhá. AC bình thì mất cái căn kia đi, bị x bình này cộng với 2x trừ 4 tất cả bình. Em ra được một phương trình bậc 2 các bạn ạ. Chuyển hết sang bên đây đi. Vậy 5x bình trừ 16x cộng 11 à. Ô, nghiệm đẹp luôn này. Thấy nhẩm nhanh thì thấy nghiệm x bằng 1 với lại 11/5 luôn. A cộng B cộng C bằng 0 mà. Được chưa? Ra x chưa? Đấy, ra x rồi thì là có con x này mình thay ngược về đây này. Thay ngược về cái thằng dạng C ở đây này, lấy x này thay lên lên cái này này thì tìm ra y. Hiểu không nhá? Đấy. Mình thay ngược lên trên, mình có thể tính riêng xuống dưới ra với x bằng 1 thì suy ra y của mình nhá. Bằng 2x trừ 2 là 2 nhân 1 trừ đi 2 là bằng 0. Vậy thì được điểm C ở trường hợp này tọa độ là 1,0. Tiếp theo là với x bằng 11/5 thì y của thầy nhá, 2 nhân x trừ 2, 2 nhân 11/5 trừ đi 2, 22 mà trừ 10 là còn 12/5. Vậy điểm C trong trường hợp này tọa độ là 11/5 12/5. Đấy, như vậy thì ta có hai điểm thỏa mãn các em nhá. Một điểm là 1,0 và một điểm là điểm này. Được chưa? Đấy, theo kết luận này vậy. Có 2 điểm. Đấy, thỏa mãn. Cái yêu cầu đề bài là đấy, điểm C tọa độ 1,0. Và điểm C tọa độ là gì? 11/5 12/5. Được chưa? Đấy, đấy là cái bài tiếp theo. Bạn nào nắm được câu này giơ tay cho thầy nhá. Tranh thủ các bạn ơi, tranh thủ thầy nói thêm một vài ví dụ nữa thì chúng ta nghỉ nhá. Ai xong giơ tay.
Tú được chưa Tú? Ok nào, đây là bài số 3. Nào bà sang thầy bài số 4. Bài số 4 này. Thầy cho điểm A tọa độ là 21. Điểm B tọa độ là 50. Yêu cầu này tìm điểm C. Hay thì tìm điểm M. Điểm M thuộc vào đường thẳng D có phương trình là y bằng là 1 phần 2x cộng 2. Sao cho phải có hai thứ, thứ nhất là MA thì bằng căn 13, còn MB thì bằng căn 17. Rồi ok. Đấy, bài 4. Bài 4 này thực ra ý tưởng nó tương tự bài số 3. Nhưng mà mình xem mình triển khai kiểu như nào. Nhá. Cho các bạn 5 phút bạn làm cho thầy bài này vợ. Nào, cho các bạn 5 phút làm vợ. Khẩn trương nhá. Quan sát thầy 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 chữa này. Thứ nhất nha, em để ý M thuộc cái này. Thứ nhất là em lý luận này. Em thấy là vì M thuộc vào cái đường thẳng D có phương trình là y bằng là 1 phần 2x cộng 2. Nên thầy suy ra điểm M thầy sẽ có cái tọa độ là x 1 phần 2x cộng 2. Rồi mình đưa về một cái ẩn số duy nhất thôi là x thôi. Ok chưa? Tiếp theo là nó bảo là MA thì bằng căn 13, MB thì bằng căn 17. Thế thì tính trước cái MA ra theo x đi đã. MA đi hoặc là tính MA bình đi. Để tính MA bình nhá. MA bình thì đấy là hiệu hoành bình x trừ 2 tất cả bình này. Cộng hiệu tung bình 1 phần 2x cộng 2 mà trừ đi 1. Vậy là 1 phần 2x cộng 1 tất cả bình. Đấy, MB bình. Đấy, hiệu hoành bình này, x trừ 5 tất cả bình. Cộng hiệu tung bình là 1 phần 2x cộng 2 tất cả bình luôn. Nào, theo đề bài nó bảo là MA thì bằng căn 13. MB thì bằng căn 17. À, tương đương nhá. Đấy, ra là MA bình thì bằng 13. MB bình thì bằng 17. Đấy, thấy đưa thành một cái hệ. Sau đó thay cái trên kia xuống đây. Đây là 13 này. Đấy, cái này là x trừ 5 tất cả bình này. Bằng 17. Được chưa? Đấy thì bạn khai triển thằng này ra. Chỗ này cùng ra x mấy các em nhỉ? Trên trên cũng ra trên ra hai nghiệm, ra dưới ra hai nghiệm à? Trên 4 với lại trừ 8 và 5 dưới Nhưng 1. mà em hiểu ở trên là ra nghiệm gì Hưng 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 nhỉ? Ở trên đấy. 4 với trừ 8 và 5. 4 mới trừ 8 phần 5. Rồi, là dấu ngoặc nhá. Nhưng ở dưới định nghiệm là gì em? Chưa nghe rõ thầy Hưng Hưng nói Em làm đến đấy thì em hỏi thầy bảo nhiều thế thôi em đang dừng lại em nghe. gì. Ừ, không không em bấm cho thầy nốt ở dưới xem ra nghiệm là gì nào. Làm đến cái phần 4 với 8 phần 5 rồi. Ừ, thế các bạn khác bấm chưa? Đặt Phương Linh ở dưới đang nghiệm là gì? Linh Linh này. Dạ con ra x bằng 4 hoặc x bằng 12 phần 5 ạ. X bằng 12 phần 5 đây này. Hưng ơi, chỗ này ra bốn cái này thì ok. Nhưng mà em thì hiểu nó là cái dấu này này, nó là cái dấu ngoặc nhọn, tức là kết hợp hai này vào nhau và có nghĩa là và mình phải lấy phần chung thôi. Phần chung đấy. Đúng có một trường hợp không ơi. Đấy, chỗ này để x bằng 4 thôi nha. Lấy phần chung thôi. Đó, và x bằng 4, có x 4 rồi quay ngược lên trên tìm ra y. À, y sẽ bằng là 1 phần 2 nhân 4 cộng 2. Vậy là ra 4 không? Như vậy là mình sẽ được cái điểm điểm gì điểm M của mình tọa độ là 44 nè. Đúng không? Đấy, M của em sẽ là đúng không nhỉ? Cộng mấy? Cộng đúng rồi. 44. Rồi ok. Đấy, thì là lưu ý chỗ này nhá. Đây là mình là dấu ngoặc nhọn, tức là mình phải kết hợp vào với nhau. Chứ không phải là mình đi mình
thì mình lại lấy cả bốn trường hợp là nó không đúng. Ví dụ ở đây là ngoài mà là ngoặc vuông ấy, được ạ? Cái này mà là ngoặc vuông ở đây này thì em sẽ là ra bốn trường hợp. Thực ra là ra ba thôi, vì hai con x cùng 4 là nó chung, nó trùng vào nhau thì ra ba thôi. Nhưng trường hợp này là chúng ta thấy là nó có hai cái này, nhưng mà cái phần chung nó chỉ có x cùng 4 thôi. Đấy một cái duy nhất này. Đấy các em chữa nhanh rồi vợ. Cái đầu bài kia với M, A và B thì ngoặc rồi. À, ý là gì? Ý là như này á? Ý là như này gì? Ờ, rồi được. Thực ra là đúng là phải viết cùng một dòng. Rồi, chữa nhanh cho thầy bài nào nè. Ai xong bài này giơ tay nào. Đấy, nói bài cuối cùng nè. Ở lớp mình đã làm những cái bài mà tìm tọa độ các điểm trong tam giác chưa? Điểm đặc biệt ấy, ví dụ là trọng tâm, trực tâm rồi nọ kia chưa? Tâm nội tiếp, tâm ngoại tiếp. Đã bao giờ chưa? Mạnh ở lớp làm bài đấy chưa Mạnh? Chưa thầy. Chưa. Hưng Hưng trên lớp làm bài đấy chưa? Làm rồi nhưng mà cô. Bây giờ thầy sẽ chữa cho thầy làm hướng dẫn. Hôm nay thầy hướng dẫn một bài thôi là tìm trực tâm nha. Bài tìm trực tâm là bài rất cơ bản. Để cho tìm trực tâm trước, sau đấy hôm sau mình sẽ nói thêm các cái đường khác, các cái điểm khác. À, để ghi được bài số 5 nhé. Bài số 5 này cho đấy, cho 3 điểm. À, tọa độ là 3, 4, B tọa độ là 1, 2 và C tọa độ là -1, 5. Nào câu thứ nhất nhá, sẽ là dùng một ý của bài trên là chứng minh 3 điểm A, B, C đấy tạo thành tam giác. Đấy thì câu này thôi mình ghi nhanh vào vở luôn nhá, thì xử lý luôn này. Thì các bạn nhớ tính cho thầy tọa độ hai vector AB, AC ra. Đấy, ví dụ AB lấy sau trừ trước này, âm 2 nữa, AC, C trừ A này, đây là âm 4, với lại 1. Thì ở đây mình sẽ thấy mình có gì nhỉ? Có là trừ 2 trên trừ 4, hoành chia hoành thì để khác tung chia tung. Chưa? Như vậy là AB với AC là không cùng phương với nhau. Đấy là hai vector này là không cùng phương. Mà khi nó không cùng phương rồi dẫn đến là gì? ABC tạo thành tam giác. Đấy, tạo thành một tam giác. Được chưa? Đấy, coi như câu A là xử lý nhanh nhé. Nhanh gọn như vậy nhá. A xong. Đây, câu B là câu thầy cần hỏi các bạn này. Nên thầy mới nói là câu vừa nãy thầy chưa từ đầu ấy, nó là câu gỡ điểm. Thế cho câu A luôn một bài toán được đây này. Yêu cầu là tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. Rồi, thế là để giải quyết cái câu này chúng ta sẽ giúp thầy vẽ một cái hình tam giác ở trong vở. Vẽ để mình hình dung nhá. Đấy, chứ còn hình trong bài này không cần hình. Lưu ý là khi giải bài này chúng ta không cần hình. Nhưng mà có hình thì mọi thứ nó gì, nó nhìn sẽ trực quan hơn. Thấy bằng mắt thường mà nó sẽ tốt hơn. Đấy, đây thầy vẽ trực tâm này. Trực tâm thì như nãy chúng ta vẽ rồi, là giao của ba đường cao. A này, B này, C này, đó. Ví dụ đây là trực tâm H. Thì nhớ đây ba đường cao này, chỗ này nó sẽ vuông. Thấy chưa? AH vuông BC này, BH vuông AC và CH vuông AB. Nhưng mà bình thường khi mình làm ấy, mình chỉ cần hai đường cao là mình đã xác định được trực tâm rồi. Không cần ba đúng không? Không phải là giao điểm của hai đường cao thì chính là tạo nên trực tâm của tam giác. Nhá, chỉ cần hai đường cao thôi là đã tạo thành trực tâm rồi. Đó, thế vậy chúng ta cũng không cần phải nhiều. Thế vậy thì khi hai đường cao thì mình có thể chọn như này. Có thể chọn là ví dụ tôi chọn là vector tôi chọn BH này, tôi cho nó vuông với AC. Đó, tôi cho BH vuông AC, rồi tôi cho gì? Tôi có thể cho AH vuông với BC. Được chưa? Thì tôi dùng hai cái điều kiện này
Đấy, bản thân điểm H sẽ là một điểm mà chưa biết tọa độ gì cả. Tức là trong H đấy, trong H mình sẽ gọi điểm tọa độ của nó là tọa độ là dạng là xy. Thì xy là hai cái ẩn số mình cần phải tìm. X và y là hai cái ẩn cần phải tìm. Thì em chỉ cần hai phương trình em giải được rồi. Thì bây giờ chúng ta dùng luôn là AH với BC, AH vector nhân BC vector bằng 0 ấy. Thì hai thành vuông khác nhau là một thông tin. Thứ hai là BH vuông AC, thì chúng ta cho là BH vector nhân AC vector là bằng vector 0. À, A là bằng 0 thì là mình được cái thứ hai nhá. Thì trước hết ở đây này, để sẽ gọi H tọa độ XY. Đấy là trực tâm của tam giác ABC. Được chưa? Đấy, thì bây giờ giúp thầy tính trước một số cái vector thành phần đi đã vào bài làm cho dễ. Ví dụ chẳng hạn thì tính vector AH. Tính vector AH này. Thì H trừ DA. H trừ DA về X trừ 3. Y trừ 4. Được chưa? Đấy vector AH. Rồi tính tiếp vào vector AH thì đi với BC nhá. Tính vector BC cho thầy này. C trừ DB. C trừ B thì được là âm 2, 3. Rồi tính vector BH đi. H trừ B nhá. X trừ 1. Y trừ 2. BH thì phải đi với AC. AC thì trên mình vừa tính rồi ấy kìa. Trừ 4, 1 này. Rồi bây giờ đi lý luận này. H mà là trực tâm của tam giác ABC. Nhớ các bạn làm bài thì mình luôn luôn phải chuẩn bị trước các cái kiểu như là mình muốn làm một cái đồ ăn mình phải có hết đủ hết nguyên liệu trước khi mình bắt đầu mình tay mình làm, chứ không phải đến đây bắt đầu bạn đi bạn tính thì rất là dở nhá. Thì khi và chỉ khi này vector AH nhân vector BC bằng 0, đấy, tức là nó phải vuông góc với nhau. Và thứ hai là gì, vector BH nhân vector AC bằng 0, được chưa? Sau đó bạn thay này, vector mà nhân vô hướng với nhau thì hoành nhân hoành. Hoành nhân hoành là gì đây? Trừ 2 nhân với x trừ 3. Đây này. Hoành thằng này nhân hoành thằng kia này. Cộng tung nhân tung này. Thì bằng 0. Nhá. Hoành nhân hoành này. Cộng tung nhân tung là cộng 3 nhân với y trừ 4. Bằng 0. Rồi tiếp tục cũng vậy. Hoành nhân hoành là trừ 4 nhân x trừ 1. Cộng tung nhân tung. Rồi. Đến đây thì các bạn nhân tung nó ra thu gọn nó lại. Nên là trừ 2x này. Cộng 3y này, cái này mình nhẩm ra là 6. 6 trừ 12 là thành trừ 6. Vậy thì chuyển sang bằng 6 ở đây. Bên này là dưới này là trừ 4x này. Cộng y này. Cái này là 4, 4 trừ 2 là còn 2. Chuyển sang đây là âm 2. Em bấm máy giúp thầy xem x cùng mấy y cùng mấy với. Bấm giúp thầy x y nào. Sáu phần năm và 14/5. Ok. Đấy, như vậy ra rồi đấy. Vậy trực tâm H là tọa độ là gì? 6/5, 14/5. Đấy, hiểu vấn đề chưa? Đấy, thì vậy như vậy, vậy là ta ghi một cái gọi là một ghi nhớ nhỏ nhỏ ở đây này. Đây là H mà là trực tâm của tam giác ABC. Thì khi và chỉ khi nhá, dùng hệ tọa độ là gì? À, dùng hệ điều kiện là AH nhân BC vector bằng 0 và BH nhân với AC vector bằng 0. Còn em thích dùng CH thì tùy em nhé. Thì em thay thế bọn này lại. Thay một cái này thành một cái của em. Nha, đây sẽ là cái chúng ta cần nhớ để xác định trực tâm. Nha, muốn tìm trực tâm thì ta dùng cái này. Rồi, ok. Đấy, đây là cách xử lý cái bài này. Nó không khó đâu. Nó có mẫu rồi là nó đều là câu dễ cả. Ai xong này giơ tay nhá. Hình của thầy chỉ để minh họa đấy nhá. Bài này không cần vẽ hình đâu. Nhưng mà ví dụ em là làm em cần phải nghĩ ấy, thì em một số bài sau này khó em vẫn nên vẽ hình mà. Vẽ hình vào thì để em nghĩ và nó dễ hơn. Nào, tranh thủ các em nào. Đấy, mình nhớ chuẩn bị cho mình kỹ lưỡng nha. Đây này, không phải tự dưng thầy nhảy phát và thầy đánh luôn đâu. Thì tính trước những cái này này nha. Tính toán trước thì đã rồi hẳn thay vào. Lúc thay là phải ra luôn.
mấy bạn đang tranh thủ nhá, khẩn trương. Thúy Dương được chưa em nhỉ? Rồi ạ. Rồi nhá, ok các bạn ơi, công việc này, nay bài về nhà thì lát nữa thì thầy chụp cho, thầy sẽ gửi bài đến nhóm cho mình sau. Gửi đến nhóm nhá. Đấy, công việc các bạn vẫn phải chụp vào ghi thôi. Chụp vào để mình chấm. Và đừng có bảo là em không nộp bài hay nọ kia nhá. Khi cử đến nơi rồi là cái việc đấy là cái việc liên quan đến quyền lợi của mình. Điểm số của mình phải cố gắng lên. Cả những cái nhiều khi là một số cái mà thầy cô chưa nói đến thì mình cứ tự tìm hiểu đi, cả cái đấy. Em lăn tăn cái gì em có thể nhắn tin em hỏi. Thầy ơi thầy gợi ý cho em thêm cái này cái kia. Thế còn các bạn chắc chắn lúc học hành cái nọ kia đều có những cái phần ý kiến về thắc mắc. Với lại trên lớp không đủ thời gian để nói tất cả mọi vấn đề. Nên là các em phải cố gắng tự ôn tập, tự tìm hiểu trước đi nhá. Rồi ai xong chúng ta nghỉ.